Thưa quý vị và các bạn, khi đến với Hội An, rất nhiều du khách tỏ ra thích thú với các sản phẩm may mặc có chất liệu là lụa hoặc là tơ tằm. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với một địa chỉ cách đô thị cổ Hội An không xa, chỉ khoảng chừng 2 km thôi. Nơi đây chúng ta sẽ theo dõi toàn bộ quy trình từ nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đến phối màu và nhuộm vải. Rất là thú vị, xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo kết quả bình chọn của du khách trên trang mạng du lịch TripAdvisor của Mỹ, làng lụa Hội An là điểm đến hấp dẫn thứ ba tại Hội An sau chùa Cầu và những ngôi nhà cổ. Theo nhận xét của những du khách đã bình chọn trên TripAdvisor, điểm đến này được đánh giá cao bởi đã phục dựng được các yếu tố tạo thành làng dệt cổ truyền, từ kiến trúc làng Việt đến việc sưu tầm, lưu giữ hàng trăm hiện vật của nghề dệt tơ lụa và các giống dâu cổ của người Chăm. Hội An từng là trung tâm tơ lụa của tỉnh Quảng Nam. Đây còn là nơi sản xuất và xuất khẩu sản phẩm trên con đường tơ lụa trên biển sang châu Âu và châu Á cách đây 300 năm. Ở đây có nhiều làng dệt thủ công chỉ sử dụng tơ tằm, tiêu biểu như làng lụa Mã Châu với nghề dệt thủ công cho ra đời những sản phẩm đẹp tinh xảo. Tuy nhiên, qua thời gian, nghề truyền thống này ít nhiều đã bị mai một. Sự xuất hiện của những đối thủ đã khiến nghề dệt lụa Hội An đóng cửa. Để mà xây dựng cái làng lụa Hội An như ngày hôm nay đấy, thì nó xuất phát từ ý tưởng là mình cũng mong muốn là để mà bảo tồn, trước hết là bảo tồn cái nghề lụa của mình. Và là mình cũng làm sao mà trong công tác bảo tồn mà để mình cũng phải là phát huy được những cái giá trị truyền thống về cái nghề lụa của Quảng Nam. Là một cái nghề mà đã có từ rất lâu đời rồi. Sự trở lại của làng lụa Hội An với không gian kiến trúc được đầu tư, hình ảnh dân dã và thân thuộc, đậm chất Việt đã thu hút không ít du khách. Trong thời gian gần đây, làng lụa Hội An đang trở thành điểm đến hấp dẫn và thú vị đối với du khách trong nước và quốc tế. Đến thăm làng lụa Hội An, điều đầu tiên mà du khách cảm nhận được đó là nơi đây đã phục dựng được một không gian kiến trúc, phong cảnh đậm chất Việt. Được biết, để phục dựng được không gian thuần Việt này, những người chủ nơi đây đã phải cắt công tìm được những mẫu nhà rường, nhà cổ miền Trung nguyên gốc và do những người thợ từ những làng mộc nổi tiếng của Quảng Nam trực tiếp thực hiện. Bởi vậy, ấn tượng với du khách mà làng lụa Hội An mang lại là một khung cảnh như một làng quê Việt thực sự, với những mái nhà cổ nằm sát bên nhau cùng với nhiều gốc cây cổ thụ tỏa bóng mát. Du khách bị hấp dẫn với màu xanh của những hàng cây dâu cổ thụ hàng trăm năm tuổi được dày công tìm kiếm, sưu tầm và bảo tồn. Trong đó, nổi tiếng nhất vẫn là giống dâu Champa cổ xưa, từng hiện diện ở xứ Đàng Trong, được nhóm nghiên cứu của làng lụa lặn lội tìm kiếm tại các vùng núi cao Quảng Nam, đem về trồng trong vườn làng để làm thức ăn cho tầm nhã cán. Từng gian nhà rường kiến trúc đặc trưng Quảng Nam cũng được sưu tầm, lưu giữ, gần như nguyên bản ở làng lụa. Những khung dệt cổ xưa có nguồn gốc từ các làng dệt nổi tiếng Mã Châu, huyện Duy Xuyên hay làng Trung Phước, huyện Quế Sơn ở thượng nguồn sông Thu Bồn vẫn còn hoạt động tốt, được sưu tầm và đem về làng lụa. Điều đó khẳng định cái tâm với văn hóa dân tộc của những người bỏ công xây dựng làng nghề. And you see so many shops in Hội An with the silk, and then you can see how it's made. It's very interesting. I think it's a lot of work. You see how many little worms you need for one thread of silk. It's very different. I mean, in Europe, we don't have anything like this. So to see something like this very naturally in Vietnam, it's really interesting. Very different. We don't have it at home in Europe. So it's very exciting to be so close to the process. Yeah. Thì để làm một cái làng lụa như thế này là trước hết là cũng để giới thiệu cho du khách người ta đến, để người ta ngoài cái việc mà tham quan phố cổ Hội An, tham quan thánh địa Mỹ Sơn và những cái di tích lịch sử của địa phương, thì người ta cũng biết thêm về một cái đặc sản của địa phương mà từ rất là nhiều trăm năm nay là một cái nghề, là nghề lụa, nghề sản xuất tơ lụa của vùng đất Quảng Nam này. Thì là bằng những cái chất liệu đó thì chúng tôi mới lập nên cái làng lụa Hội An này, để mà từng bước khôi phục lại một cái ngành nghề mà để trong quá khứ một phần nào đó để cũng làm rạng danh thương cảng Hội An, cũng như là làm rạng danh cái vùng đất Quảng Nam này.
làng lụa, du khách không khỏi ngỡ ngàng với vẻ đẹp của những cô gái mặc áo lụa dịu dàng đang trồng dâu, nuôi tầm dệt lụa. Từ những cái kén khô như thế này, khi mà con tầm nó đã hoàn thành xong một cái kén, thì để mà kéo được những cái sợi tơ dài, người ta phải bỏ nó vào trong nước sôi này khoảng 80 độ C trở lên. Tại vì những cái kén khô này mình không thể kéo được những sợi tơ dài và mình không biết đâu là điểm bắt đầu. Chính vì vậy, người xưa đã tìm ra cái cách mà ươm tơ, người ta sẽ bỏ vào nước này là trên 80 độ C, dùng đũa để đảo kén vào trong nước sôi. Sau một lúc thì kén nó sẽ mềm ra, người thợ sẽ kéo cái sợi đầu tiên này ra, dùng đũa đánh từng sợi nó vào đây. Nó tự động kết dính với nhau, đi qua cái lỗ nhỏ ở đây và xe lại tạo thành một sợi chắc như thế này. Một cái kén chỉ cho ra một sợi rất là mỏng ạ. Mà sợi tơ mỏng nhưng mà trông rất là dẻo dai. Dạ, sợi này là sợi rất là chắc. Tại vì ở đây người ta đang làm lụa tắp ta, là một trong những loại lụa tốt nhất từ xưa đến nay. Nó cần ít nhất từ 15 tới 20 kén để cho ra một sợi như thế này. Nên sợi này rất là chắc. Tùy theo loại lụa người ta sẽ kết hợp bao nhiêu kén để cho ra một sợi. Và với lụa mịn thì người ta chỉ cần 4 tới 5 cái kén thôi. Nên sợi đó rất là mỏng. Còn cái đó là tùy theo cái chất liệu mình muốn dày hay mỏng. Dạ, thì mình sẽ rồi. Cho số đó lượng là... kén vào, số sợi kén vào nhau nó, dạ, nó thành sợi tơ dày hay là mỏng. Và nếu mà kén có chất lượng tốt thì nó có thể kéo được từ 600 đến 1000 mét tơ một cái kén. Một kén được 600 đến 1000 mét tơ. Dạ. Wow. Ở đây là người ta làm lụa tắp ta hoặc là lụa mịn thì cũng làm với cái khung truyền thống này. Còn với lụa thô, lụa đuổi thì người ta sẽ dùng cái kén vỡ. Kén vỡ tức là con nhộng nó đã chuyển hóa thành con ngài. Và nó làm nó đục cái lỗ này, nó chui ra ngoài, cho nên cái kén nó sẽ bị có một cái lỗ ở đây. Người ta sẽ phải kéo sợi bằng tay và xe chúng lại với nhau thì người ta sẽ có lụa đuổi, lụa thô. Sợi lụa đuổi, lụa thô nó sẽ có những cái mắt nhỏ như thế này, nó không được mịn. Để mà có được những cái chất liệu vải khác nhau thì ngay từ công đoạn ươm tơ là mình đã phải chú ý đến cái việc sẽ cho ra bao nhiêu sợi tơ cho một, bao nhiêu kén cho ra một sợi như thế này. Gây ấn tượng nhất với du khách vẫn là cách dệt lụa Champa truyền thống bằng những khung dệt cổ được sưu tầm từ nhiều địa phương. Những tấm lụa đẹp được làm từ đôi tay tài hoa của các nghệ nhân thể hiện đậm nét sự giao thoa văn hóa Champa Việt trong lòng xứ Quảng. Du khách càng thích thú hơn khi được cùng trải nghiệm việc quay tơ, chăn tầm cùng nghệ nhân trong không gian trong lành, yên tĩnh của làng nghề. Để du khách có thể hiểu hơn về các sản phẩm lụa, làng lụa Hội An còn dành riêng một không gian để trưng bày hơn 100 bộ trang phục của 54 dân tộc anh em Việt Nam và phong cách thời trang lụa qua các thời kỳ. Không chỉ có vậy, tại đây còn có một phòng trưng bày và bán những sản phẩm lụa do chính các nghệ nhân làng lụa sản xuất. Tại đây du khách có thể tìm thấy những sản phẩm lụa đa dạng và phong phú về chủng loại. Đặc biệt hơn, du khách có thể được các hướng dẫn viên tại đây hướng dẫn cách phân biệt các loại lụa khác nhau. Đây là những cái sợi sau khi đã được ươm bên kia và mình nấu, nhuộm màu nó. Đầu tiên mình sẽ dùng những cái công cụ này để xe chỉ, xúc chỉ nhỏ ở đây để mình đặt xúc chỉ vào trong máy và dễ dàng để dệt. Công việc này nhẹ nhàng, em có thể thử nó được không? Nếu như không khéo thì là xúc chỉ này sẽ không được đều tay. Được chưa ạ?
cái hở cho này. Công việc trông rất là nhẹ nhàng nhưng mà thực hiện nó thì không hề dễ dàng một chút nào, bởi vì cần một sự khéo léo quý vị ạ. Đây là mình gọi là khung dệt cửu diễn, khung cưỡi cửu diễn, tại vì người có tên là Cửu Diễn đã phát minh ra cái khung này từ năm 1935. Và cái xúc chỉ như bên kia mình đã xe ra, mình sẽ đặt vào trong con thoi ở bên kia. Và để chuẩn bị cho cái khung dệt này, người ta phải cần ít nhất 2 người chuẩn bị cho nó trong vòng 1 tới 2 ngày trước khi dệt. 1 đến 2 ngày chuẩn bị, sau đó mình mới có thể dệt vải. Và tùy theo cái khổ vải người ta sẽ dùng bao nhiêu cái sợi dọc. Cái khổ càng rộng thì cái sợi dọc nó sẽ càng nhiều hơn. Thì cái công đoạn chuẩn bị sẽ lâu hơn đúng không? Thưa quý vị và các bạn, tỉ mỉ, nhẹ nhàng và nhịp nhàng là những từ dùng để miêu tả công việc của những người thợ nơi đây. Thế mới biết rằng làm ra những mảnh vải cần rất là nhiều thời gian và công sức. Và để thực sự trải nghiệm hết những cảm xúc như thế này, quý vị hãy đến với làng lụa Hội An nhé.